có làm sao không? Đứng dậy đi em ơi. Cảm ơn anh chị nhiều nhé. Không sao, có rồi em ạ. Rồi em về nhé, cẩn thận nhé. Có cần anh cứ về không em ơi? Không ạ, em tự về thôi. Rồi em về cẩn thận nhé. Tác rồi. Thế anh đi khi nào mới về? Đợt này anh cũng chả biết được. Lực lượng nó huy động đi hôm qua anh chuẩn bị đồ hết ở đấy rồi. Đội ủy ban này rồi. Em với con ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi làm việc. Anh đi. Anh chắc không phải đi một thời gian nữa. Anh đi giữ gìn sức khỏe nhé. Rồi anh đi. Hai mẹ con ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ ở nhà chăm sóc sức khỏe nhé. Vâng. Chăm sóc hai mẹ con, cố gắng chăm sóc nhau. Anh đi cẩn thận nhé. Không về sớm nhé. Có chồng đuổi đội. Mọi người đang đợi anh.
tìm tắm mưa đến hay mà thải đi bỏ đi. Hay bà nãy hay cái này để đây. Mới nãy mình nhìn thấy lấy hai lại đi, lấy hai lại hết luôn. Hãy dụng ra phần cây nhé, phần cây đó chị ấy. Thank you.
trước rồi, cái em đo cái kia. Em cố gắng hoàn thành tiến độ nhé. Rồi. Xếp cứ vứt đá cũng xếp nhưng mà bây giờ là phải xếp cái này là 8-10 phân xếp đi. Cái này mấy nếu mà trận mưa to nữa thì xuống là đấy. Qua lại rất là nguy hiểm. Tuyến đường này sạt lở rồi, sắp tới thì em bảo người đến sửa cái đoạn này cho anh nhé. Đấy, đoạn trên này, đây, cái đá ở trên này lở hết rồi. Sắp tới thì em bảo mấy anh em đến hót số đá này cho anh. Vâng.
chỗ bên này thì phải kè lại em ạ, xây hết tất cả cái đoạn trên này. Vâng. Ok, mai em bảo là lấy máy cuốc về cuốc ở cái đoạn kia xuống nhé. Vâng. Đây, chỗ bên này nữa em ạ. Cả chỗ bên này. Đặt tất cả cái đất đá ở đây đi. Vâng. Bảo cái đội xây là ngày mai cứ đến đây kè khu này cho anh. Cái này em phải ghi vào sổ nhá, cực kỳ chi tiết để mai anh bảo tất cả anh em vào làm nhanh nhất có thể luôn. Anh em đến dọn chỗ này sạch sẽ cho anh nhé, ngay vào luôn. À. Em ơi, có làm sao không? Em ơi, em có làm sao không? Đứng dậy đi em ơi. Ý rồi anh ạ. Em bị đau chỗ nào không em? Không. Chị ơi, chị có làm sao không? Không, em không sao. Đây, không sao, tốt rồi nhé. Lần sau đi đường cẩn thận em nhé. Ở đây có mấy thằng trộm cướp nhiều lắm đấy. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ok em nhé. Cảm ơn anh chị nhiều nhé. Không sao là tốt rồi em ạ. Em về đây. Rồi em về nhé, cẩn thận nhé. Có cần anh đưa về không em ơi? Không ạ, em tự về được. Rồi, thế em về cẩn thận nhé. Em như em đã thấy rồi đấy, ở đây trộm cướp rất là nhiều. Nên các chị em đi đêm thì phải cẩn thận. À. Đấy, khu vực này là không an toàn đâu, nghiện hút nhiều. À.